đó chan lên. Đó, quý vị thấy không? Đây là tô bún, đây là tô canh bún của chú Long làm và cô Lê rất tự hào về điều đó. Quá giận. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của nhà hát thành phố Hồ Con Rùa, phố đi bộ Hoàng Kiếm, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Xin chào, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Long Nguyễn Channel và chào đón các bạn đến với chuỗi video khám phá thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn ơi, khi nói về Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu chúng ta không nói đến ẩm thực đường phố, đúng không ạ? Và trong video review food ngày hôm nay, video đầu tiên về review food, thì Long sẽ giới thiệu với các bạn một món mà Long rất thích, món khoái khẩu của Long. Đó chính là món canh bún hay gọi là bún đỏ cô Lê. Vậy thì chúng ta hãy cùng tham gia để cùng tìm hiểu về món ăn này các bạn nha. Hiện tại bây giờ Long đang có mặt ở góc đường Nguyễn Văn Chim và Hai Bà Trưng, sát bên Diamond Plaza đây các bạn. Đây chính là địa điểm canh bún cô Lê mà Long muốn giới thiệu với các bạn. Đây, mình chỉ cần qua đường chút xíu thôi. Rồi, mình sẽ tiến tới chỗ cô Lê bán canh bún. Rồi, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là quán canh bún thần thánh mang tên là cô Lê. Đó, nói bà cười quá trời kìa. Đây các bạn, đây chính là cái mối rất quen thuộc của Long và Long rất thích ăn canh bún. Và khi ăn canh bún ở đây rồi thì các bạn sẽ không ăn chỗ nào khác được. Bởi vì sao? Bởi vì khó mà tìm một cái nơi nào mà có cái hương vị canh bún giống như chỗ này. Không biết có thuốc phiện hay không nhưng mà người ta rất là thích. Rồi các bạn ơi, bây giờ Long đang đứng sát bên bà chủ quán. Đây chính là cô Lê, hay mình gọi là chị Lê cho trẻ. Đó, chị Lê đã bán canh bún được hơn 20 năm rồi. Bán từ lúc tô canh bún có 3.000 mà bây giờ là 22.000 một tô các bạn ha. Và bản thân Long thì cũng đã ăn canh bún của chị Lê là 7 năm rồi các bạn. Và giống như Long nói lúc nãy á, khi mà mình ăn canh bún ở đây rồi thì các bạn sẽ không ăn ở chỗ nào khác được. Tại vì sao? Bởi vì cái hương vị, cái chất lượng của canh bún chỗ này là không chỗ nào so sánh được. Tại bà Lê bà Vũ. Bà Lê bà nói là bà Vũ. Chắc cũng đúng. Long đã thử ăn canh bún ở rất là nhiều chỗ các bạn, thậm chí trong nhà hàng nữa. Nhưng mà với một cái món ăn đường phố như thế này mà ăn ở trong nhà hàng nó sang hơn đúng thiệt, giá nó mắc hơn đúng thiệt, nhưng mà nó sẽ không ngon bằng canh bún ở đây. Các bạn biết không, đối tượng ăn canh bún ở đây thì không chỉ là công nhân viên, lao động, sinh viên mà có cả những người đã đi làm và những người phải nói là rất là sang luôn các bạn. Đi Mercedes tới đây ăn luôn nhưng mà không dám đậu xe ở đây, đậu xe ở xa xa rồi đi bộ tới mua, xong rồi lên xe Mercedes đi về. Đó các bạn thấy không? Rồi, như Long đã chia sẻ với các bạn ha, Long ăn canh bún ở đây 7 năm rồi. Tức là cũng đã 7 năm quen biết bà chủ. Đó, sẽ là thú vị hơn để các bạn có thể hiểu hơn về bà chủ, về ông chủ và cái gánh bún rất là thân thuộc này. Thì chúng ta sẽ hỏi bà chủ, ông chủ một vài câu hỏi. Thì chị Lê, em được biết là chị là người Huế đúng không? Đúng rồi. Và chị vô Sài Gòn là 20 năm? Đúng rồi. Là từ hồi vô Sài Gòn là chị đã bán canh bún rồi? Đúng rồi. Rồi, mình có thử cái món nào trước đây không hay là canh bún? Không, canh bún không ạ. Canh bún là cái món ai đó chỉ cho chị hay là chị? Không, chị tự ăn tự nấu thôi, không ai chỉ hết. Tự ăn tự nấu rồi tự sáng tạo ra cái thành phần của nó. Đúng rồi, em có nghe câu người ta nói hả, thà cho vàng chứ không thà đem đàn chị lối không em? Ghê. Tự ăn tự sáng tác nấu thôi. Không có học nhưng mà không có lấy của ai hết, tự nấu thôi. Quá dữ các bạn. Em nghe nói cái quán này không chỉ là cho giới bình dân ăn mà còn có cả mấy celeb, mấy người nổi tiếng ăn nữa đúng không? Đúng rồi. Hồi bữa nghe nói có Trường Giang với lại Nhã Phương qua ăn luôn. Đúng luôn. Còn ai nữa không? Còn có nhiều người mà mình không biết. À vậy nữa.
Đó, các bạn thấy không, rõ ràng là cái món này không chỉ phục vụ cho người bình dân mà người hơn bình dân, người cao cấp cũng ăn. Rồi, cho nên Long nói các bạn rồi ha, nếu các bạn ăn canh bún ở đây rồi thì chắc chắn các bạn sẽ không ăn chỗ nào khác được, bởi vì nó rất là ngon. Rồi, các bạn ơi, thành phần quan trọng nhất của bất cứ một loại bún mì nước nào đó, đó chính là nước lèo. Đó, nồi nước lèo này rất là chất lượng luôn các bạn. Nó bao gồm có là tàu hũ nè, chả cây nè, rồi cua nè, rồi huyết nè, đó. Rồi ốc nữa, ốc thì là mình phục vụ bên ngoài, đây, đó. Rồi, cái điều đặc biệt là các bạn thấy ha, bún thì chúng ta không có trụn bên ngoài rồi múc nước lèo vào, mà bún sẽ được bỏ trực tiếp vào trong nồi nước lèo luôn, để cho nó thấm các bạn, đó. Đây, bây giờ chúng ta bỏ bún vào trong nồi nước lèo nè các bạn. À, phải đợi một tí nữa nha, thì cái sợi bún nó mới ngấm nước lèo, thì nó sẽ ngon hơn. Thêm một thành phần rất quan trọng trong tô canh bún nữa, đó là rau muống. Long rất thích rau muống chỗ này, bởi vì sao? Bởi vì là khi mà luộc lên thì nó không quá mềm các bạn. Rau muống vẫn còn rất tươi xanh và ăn rất là giòn. Đó. Các bạn ơi, thêm một thông tin thú vị nữa mà Long muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cách đây khoảng 6 năm thì cô Lê, chị Lê của chúng ta được vinh dự được một tờ báo rất nổi tiếng của Anh Quốc, đó là tờ The Guardian, tức là Người Bảo Vệ, tờ báo rất nổi tiếng ở Anh, sang Việt Nam để viết một bài báo về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Thì cô Lê rất vinh dự, chị Lê rất vinh dự được feature ở trong tờ báo đó. Đó, dữ chưa? Chị còn nhớ nhiều về cái bài báo đó không? Nhớ, nhưng mà chị đâu có biết đâu mà đọc tiếng Anh. Chị nói là chị nhớ nhưng mà không có biết đọc tiếng Anh. Rồi, bữa nào để em lục lại cái bài báo đó, em dịch sang tiếng Việt rồi em dịch cho chị nghe nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, một cái quán ăn nằm ở vỉa hè như thế này thôi mà đã nổi tiếng lên toàn thế giới, các bạn thấy không? Cho nên là còn lý do nào nữa mà chúng ta không đến với canh bún cô Lê để có thể thưởng thức hương vị của món ăn đặc biệt này các bạn nha. Hồi nãy thì Long đã chia sẻ với các bạn địa chỉ của quán cô Lê rồi đúng không ạ? Thì buổi chiều là bán từ lúc 3 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều, tầm 6 giờ chiều mà các bạn tới đây là coi như hết rồi. Cho nên tranh thủ đi trong khoảng từ 3 giờ tới 5 giờ các bạn nha. Thì lúc đó còn nhiều đồ ăn, còn hấp dẫn hơn. Và thêm một khung giờ nữa nha các bạn, là buổi trưa bán ở góc đường Lý Tự Trọng và Tôn Đức Thắng ở số 2 Lý Tự Trọng, gần ngay chỗ Ba Lớt đó các bạn. Đó, thì bán từ lúc 11 giờ cho đến 3 giờ chiều. Đó là hai khung giờ mà các bạn nên nhớ để chúng ta cùng đến và thưởng thức món ăn này các bạn nha. Các bạn ơi, Long đang rất hồi hộp. Bởi vì sao? Bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử 7 năm ăn canh bún của bà Lê thì cuối cùng bà cũng cho Long làm canh bún, tức là Long sẽ thao tác cái động tác là bán bún. Đó, cho nên các bạn ơi, hôm nay mình đến cô Lê ăn bún nhưng mà chú Long nấu. Đó. Một lát nữa mình sẽ thực hành nha. Bây giờ thực hành được chưa? Bà cho luôn. Rồi. Đây, chào các bạn đã đến với canh bún cô Lê và được nấu bởi chú Long. Rồi, bây giờ sao chị? Cho một cái tô, một cái tô. Rồi, đầu tiên lau tô nha bạn, lau tô. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy bún ở dưới đây lên. Lấy được à? Sao không lên vậy? Bình tĩ. Hơi bên. Chắc là tôi hồ không nghe được quá. Đó, rồi đó. Con đã cắp gấp vào được rồi, coi giỡn luôn. Bà bỏ vô xong bà dán luôn, nghe hay lắm mà người ta kỳ á. Sao tôi làm cũng được kỳ á. Rồi, như đây đủ chưa? Rồi, sau đó mình sẽ cho một cục giả vô. Đó, cho một cục giả vô đây. Rồi, à rau nữa hả? Rau gấp rau. Nhìn nó dễ mấy bạn, nhìn nó dễ nhưng mà làm nó khó dữ lắm luôn á. Rồi, rau vô đây, đó, cỡ này được chưa? Rồi, rau. Rồi, sau đó thì mình sẽ... lên cái tô cho đẹp đúng không? Rồi, ok, chơi luôn. Rồi, bây giờ cho mấy con ốc. Cho mấy con ốc. Rồi, 6 con. 6 con. Cái đứa này như vậy. Rồi, đó, 6 con ốc. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái gì? Dưới đây còn huyết nữa mọi người. Hết đậu hũ rồi, bây giờ còn huyết. Đó, hai cục huyết. Ba cục huyết, hai cục cua. Ba cục huyết, hai cục cua, thêm cục huyết nữa. Đó, xịn chưa? Rồi còn gì nữa? Múc nước vô. Ai ăn hành cho hành luôn. Đó, xịn chưa? Để tô kia cho để ngoài mà. Đó, vậy là vừa nè mọi người, thấy không? Đó, sau đó thì chúng ta sẽ bỏ hành vô. Rồi, bỏ hành vô. Rồi, đem mắm ớt vô. Rồi, mắm ớt vô. Trời ơi, kiểu này chắc ngày tôi bán được 10 tô mọi người.
Rồi ăn mắm không anh chị? Anh chị ăn mắm không? Rồi Mạc Đình là ăn mắm luôn. Rồi cho mắm vô. Đó, món này phải có mắm tôm với bún riêu các bạn. Không mắm tôm là không ngon. Rồi cho ớt. Cái này ăn phải cay. Đó. Rồi. Đó thấy chưa? Rồi thêm cục tàu hũ. Hai cục tàu hũ luôn. Ăn luôn. Rồi nước me nữa. Thay vì mình làm chanh nha, cái nước me thì cái me nó dịu hơn là chanh, nó không có chua ái. Đó chan lên. Đó quý vị thấy không? Đây là tô bún, đây là tô canh bún của chú Long làm và cô Lê rất tự hào về điều đó. quá giận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và các bạn ơi, nếu các bạn thích cái video này và thích nội dung chia sẻ như thế này nữa thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Long Nguyễn Channel các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại trong những food review tiếp theo. Ăn thôi.